Giờ chúng ta sẽ sửa đề kiểm tra giữa kỳ 2 năm học 21-22 môn vật lý lớp 12. Mã đề hôm nay thầy sửa cho các em là mã đề 145 nhé. Các mã đề còn lại các em tự đối chiếu nhé. Câu số 1. Quang phổ do ánh sáng mặt trời phát ra là gì? Ánh sáng mặt trời thì phát ra là quang phổ liên tục nha các em. Đáp án đúng là câu C nha. Tuy nhiên nếu ở đây đi thi người ta lừa các bạn á, người ta có thêm một cái cụm từ ví dụ như quang phổ do ánh sáng mặt trời phát ra mà thu được ở trên trái đất, thì các em nhớ thì đó đáp án đó phải là câu D, quang phổ vạch hấp thụ. Câu số 2. Một sóng điện từ có tần số là 30 MHz, M là 10 mũ 6 hertz nha các em, truyền trong chân không với tốc độ thì bước sóng ta có bước sóng lambda là bằng V chia F đúng không? Mà V chính là vận tốc ánh sáng trong môi trường chân không. 30 nhân 10 mũ 6. 3 nhân 10 mũ 8 ở dưới là 3 nhân 10 mũ 7 thì còn lại 10 mét. Đáp án ta thu được là câu C nha. Câu số 3. Tần số gốc của dao động điện từ tự do trong mạch LC omega là bằng 1 trên căn LC. Đáp án là câu B nha các em. Câu số 4. Trong thí nghiệm dân về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màng là D, ánh sáng lambda. Thì ở đây chúng ta sẽ tính khoảng vân. Lambda của chúng ta là 0,5 micromet. D của chúng ta là bằng 2. A chúng ta là bằng 0,5. Cái này là được 2 mm. Bề rộng vùng giao thoa là 26 mm. Như vậy ở đây thì đây là vân sáng trung tâm nha các em. Bề rộng vùng với giao thoa là 26 mm, tức là mỗi bên chúng ta sẽ được xét là 13 mm. Và ta gọi cái vùng giao thoa này là M và N. Thì ta chỉ cần lập tỷ lệ XM chia Y thôi. Là 13 chia 2 bằng 6,5. Như vậy ở đây K tại điểm M là bằng 6,5. Như vậy bên trong này chúng ta sẽ có 6 giá trị K. K bằng 1, bằng 2, bằng 3, bằng 4, bằng 5, bằng 6. Thì tương tự chúng ta sẽ có 6 vân sáng. Và dưới này cũng 6 vân sáng là 12, cộng thêm vân sáng trung tâm nữa là 13. Số vân sáng là 13. Câu số 5. Trong chiếc điện thoại di động, điện thoại di động là một thiết bị thu và phát sóng điện từ nha các bạn. Đáp án là câu D nha. Có cả máy phát và máy thu. Câu số 6. Trong các loại tia rentgen, hồng ngoại, tử ngoại, đơn sắc màu lục, tia có tần số nhỏ nhất, thì bước sóng là lớn nhất. Mà lambda mass là bức xạ nào trong các bức xạ này? Đó là bức xạ hồng ngoại. Lambda lớn nhất là hồng ngoại, tiếp theo sẽ là đơn sắc màu lục, sau đó là đến tử ngoại và cuối cùng là rentgen. Câu số 7. Trong nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, biến điệu sóng điện từ là gì? Biến điệu đó là chúng ta làm công tác là trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao. Đáp án đúng là câu D. Hay người ta còn gọi là trộn sóng điện từ âm tần với sóng điện từ cao tần là sóng mang. Rồi sau đó chúng ta chuyên chở đi. Thì cái công việc này người ta gọi là biến điệu sóng điện từ. Câu số 8. Sóng điện từ khi truyền từ nước ra không khí, vào không khí, truyền từ nước thì vận tốc ánh sáng là lớn nhất trong môi trường chân không, tiếp theo là môi trường không khí. Như vậy V trong nước rồi sau đó chuyển ra V trong không khí thì V này đang đang tăng. Trong quá trình lan truyền của sóng điện từ, tần số là một đại lượng không hề thay đổi, mà V tăng thì lambda sẽ tăng. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án nào? V tăng, lambda tăng. Câu C nha. Tốc độ truyền sóng và bước sóng đều tăng. Câu số 9. Khi điện trường biến thiên theo thời gian sẽ làm xuất hiện từ trường. Các đường sức của từ trường này có đặc điểm là gì? Nó là những đường cong khép kín bao quanh các đường sức của điện trường. Như vậy khi từ trường biến thiên
thì sinh ra điện trường, và khi điện trường biến thiên thì sinh ra từ trường. Cho nên ở đây chúng ta sẽ có được đầy đủ là điện từ trường, là nó là những đường cong khép kín bao quanh các đường sắt của điện trường. Câu số 10, quãng vân y sẽ bằng lambda d trên a. Câu c. Câu 11, trong bài thực hành đo bước sóng ánh sáng bằng một laser phát ra, một học sinh đo được các kết quả như sau: a là bằng 1 cộng trừ 0,01, d là bằng 100 cộng trừ 1, và y. Ở đây chúng ta có công thức y sẽ bằng lambda d trên a. Và từ đây chúng ta sẽ rút ra lambda. Ở đây thì các bạn lưu ý một điều, đó là chúng ta đang là xử lý sai số của thí nghiệm, cho nên những cái sai số này có được là nhờ chúng ta tính giá trị trung bình. Cho nên ở đây chúng ta đang tính là lambda trung bình nha. Thì đây là y trung bình, a trung bình và d trung bình. Và chúng ta sai số vào. Y trung bình của chúng ta là số ở phía trước này, 0,5 mm. A trung bình của chúng ta là 1 mm. D trung bình của chúng ta là 100 cm, ta đổi ra mét là 1. Rồi kết quả cuối cùng là lambda của chúng ta là bằng 0,5 micromet. Mà 0,5 micromet thì các em còn lại hai đáp án thôi. Thứ hai là chúng ta xử lý sai số. Thì trong quy tắc xử lý sai số thì em nhớ là đối với vật lý phép nhân và phép chia thì sai số tỷ đối của lambda sẽ bằng tổng các sai số tỷ đối. Sai đối thì đối của lambda sẽ bằng sai số tuyệt đối của nó chia cho giá trị trung bình. Và tương tự, sai số tỷ đối của y là sẽ bằng 0,01 chia 0,5. Sai số tỷ đối của a là bằng 0,01 chia 1. Cộng với sai số tỷ đối của d là 1 chia 100. Rồi từ đây chúng ta rút ra sai số tuyệt đối của lambda. Rồi chúng ta bấm máy tính nha. Chúng ta sẽ được 0,02. Như vậy, trong cái thí nghiệm này thì bước sóng chúng ta xác định được là 0,5 cộng trừ 0,02 micromet. Đáp án đúng là câu D nha các em. Câu số 12, chiếu điện và chụp điện trong các bệnh viện là ứng dụng của thế nào? Như vậy khi chúng ta gặp những cái tổn thương, đặc biệt là tổn thương về xương, thì chúng ta sẽ đi chiếu điện và chụp điện, hay còn gọi là chụp X quang á. Đó là ứng dụng của TX. Câu 13, bộ phận này sau đây là một trong ba bộ phận chính của máy quang phổ lăng kính, đó là hệ tán sắc. Mạch tách sóng là dùng trong sóng điện từ. Câu B và câu D, phần cảm và phần ứng là dùng trong động cơ điện nha. Câu 14, tầng ozone là một khu vực trong tầng bình lưu của trái đất chứa nồng độ ozone O3 rất là cao. Tầng ozone là tấm áo giáp bảo vệ cho con người và sinh vật trên mặt đất khỏi bị tác dụng hủy diệt của tia cực tím, hay còn gọi là tia tử ngoại. Đáp án đúng là câu C. Tuy nhiên dùng cái tên là tia tử ngoại nó chính xác hơn nha các em. Câu số 15, công thức xác định khoảng vân, thì câu này dễ rồi. Lambda của chúng ta là 0,45, d của chúng ta là 2, a của chúng ta là 1. Chúng ta được 0,9. Câu 16, hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất gì? Có tính chất sóng. Câu 17, một bức xạ khi truyền trong chân không, đây lambda này là lambda trong chân không này, và khi truyền trong thủy tinh thì giá trị của lambda. Như vậy các bạn lưu ý là khi đổi môi trường thì tần số không thay đổi, tuy nhiên do vận tốc thay đổi thì dẫn đến lambda sẽ thay đổi theo, đúng không? Như vậy ở đây các bạn lưu ý là khi đổi môi trường thì tần số là không đổi, thì quan hệ giữa lambda và V là quan hệ tỷ lệ thuận, mà V lại bằng C chia N. Như vậy quan hệ giữa lambda và N là quan hệ tỷ lệ nghịch. Như vậy ở đây nếu chúng ta xác định lambda trong chân không chia cho lambda trong thủy tinh thì sẽ bằng chiết xuất của môi trường thủy tinh chia cho chiết xuất của môi trường chân không.
Quan hệ tỷ lệ nghịch mà. Và lambda trong chân không là 0,75. Lambda chia thủy tinh chưa biết, đang tìm. N trong thủy tinh là 1,5. N trong chân không là 1. Thì kết quả chúng ta sẽ được 0,5 micromet là 500 nanomet. Câu C nha các em. Câu 18. Thực hiện thí nghiệm dân về giao thoa ánh sáng với đơn sắc màu cam nha, đỏ và cam. Ta quan sát về hệ phân giao thoa trên màng, thấy ánh sáng màu cam bằng màu vàng, đỏ rồi da cam rồi đến vàng. Như vậy lambda của màu cam lớn lambda màu vàng nha. Tức là lambda đang gì? Giảm. Y sẽ bằng lambda D cho nam em. Lambda giảm thì Y sẽ giảm thôi. Khoảng vân của chúng ta giảm xuống. Câu số 19. Ba ánh sáng đơn sắc là tím, vàng, đỏ truyền trong nước với các tốc độ hệ thức đúng. Chúng ta so sánh lambda thôi cũng được em. Ba ánh sáng đơn sắc truyền trong nước với tốc độ là V tím, V vàng, V đỏ hệ thức đúng. Chúng ta có thể lập luận mà N bằng C chia V cũng được này. Cái này dễ này. C là vận tốc ánh sáng trong môi trường chân không thì nó là hằng số rồi. Và chúng ta nhớ một điều đó là gì? Đối với mặt lambda thì lambda đỏ lớn hơn lambda tím. Nhưng mà về mặt chiết xuất thì chiết xuất của ánh sáng đối với môi trường đỏ. Xin lỗi, chiết xuất của môi trường đối với ánh sáng đỏ sẽ nhỏ hơn chiết xuất của môi trường đối với ánh sáng tím. Nó ngược lại nha. Được chưa? Mà N càng lớn thì V càng bé nha. Như vậy ở đây N đỏ lớn hơn, nhỏ hơn N tím. Và ta suy ra V như thế nào? N với V quan hệ tỷ lệ nghịch mà. Đấy, vận tốc ánh sáng đỏ là lớn hơn vận tốc ánh sáng tím. Như vậy ở đây vận tốc ánh sáng đỏ sẽ lớn nhất, rồi đến ánh sáng vàng, rồi sau đó đến ánh sáng tím. Đây, không gì. Đấy, chúng ta lập luận kiểu đỏ và tím thôi, còn mấy anh còn lại thì chúng ta xen vào giữa nha. Câu 20. Quang phổ liên tục phát ra bởi hai vật khác nhau thì quang phổ liên tục thì nó chỉ phụ thuộc vào cái nhiệt độ của cái nguồn phát. Quang phổ liên tục phát ra bởi hai vật khác nhau thì sẽ giống nhau nếu chúng có cùng nhiệt độ. Đáp án đúng là câu 3 nha các em. Câu 21. Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai? Câu A. Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện điện trường xoáy. Câu này đúng rồi. Câu B. Trong quá trình lan truyền điện từ trường, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ tại một điểm luôn vuông góc với nhau. Câu này đúng rồi. Câu C. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một trường duy nhất gọi là điện từ trường. Đúng rồi. Và câu D, điện từ trường không lan truyền trong môi trường cách điện là sai. Câu 22. Trong chân không, bức xạ nào dưới đây là bức xạ tử ngoại? Bức xạ ánh sáng nhìn thấy là từ 380 nanomet đến 760 nanomet. Và tử ngoại thì nó sẽ nhỏ hơn 380. Đáp án đúng là câu C. 930 nanomet là lớn hơn thì nó là bức xạ hồng ngoại. Còn 630 và 480 là ánh sáng nhìn thấy. Câu 23. Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây là đúng? Câu A. Trong thủy tinh, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với tốc độ như nhau. Sai nha. Các ánh sáng đơn sắc khác nhau sẽ truyền với tốc độ khác nhau. Câu B. Tốc độ truyền của một ánh sáng đơn sắc trong nước và trong không khí là như nhau là sai. Câu C, ánh sáng đơn sắc là không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. À, câu này đúng rồi. Nó đã đơn sắc tức là nó chỉ có một màu thì nó không thể bị tán sắc được. Câu D, ánh sáng trắng là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng là sai. Ánh sáng đơn sắc, ánh sáng trắng là ánh sáng đa sắc nha các em. Câu 24. Tia hồng ngoại được ứng dụng để sưởi ấm. À, câu này đúng rồi này. Để sưởi ấm cho gà, các loại cây trồng, vật nuôi rồi đấy vậy. Câu B không phải là sóng điện từ là sai. Câu C là ánh sáng nhìn thấy có màu hồng là sai. Tia hồng ngoại cũng không nhìn thấy nha. Và câu D không truyền được trong chân không là sai.
nói chuyện được trong môi trường chẳng không. Câu 25, một sóng điện từ có tần số F thì lambda của chúng ta là bằng C chia F. Câu 3. Câu 26, trong sóng điện từ trong mạch dao động LC, điện tích biến thiên điều hòa như thế nào? Thì chúng ta nhớ Y là bằng đạo hàm của Q. Như vậy Y của chúng ta sẽ nhanh pha hơn Q một góc pi trên 2. Như vậy ở đây Q thì sẽ lệch pha pi trên 2 so với cường độ dòng điện. Đáp án đúng là câu C. Câu 27, điện tích cực đại Q0 là 10 mũ trừ 8, cường độ dòng điện cực đại thì ta có Y0 là bằng Q0 nhân omega. Y0 của chúng ta là 62,8 nhân 10 mũ trừ 3, thầy thay số luôn nha. Q0 của chúng ta là 10 mũ trừ 8, omega của chúng ta là bằng 2 bs. Rồi chúng ta bấm máy tính nha để ra cái đáp án. Chúng ta sẽ được khoảng 10 mũ 6 nha. Với điều kiện là các em lấy pi bằng 3,14 nha. 10 mũ 6 thì chúng ta sẽ được, đó là câu A nha. 10 mũ 3 kHz. Câu 28. Thực hiện giao thoa khe dân thì điểm M có vân sáng, điểm M vân sáng. Đây, điểm M đây là vân sáng. Giữ cố định các điều kiện khác, di chuyển dần màn quan sát dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe, một đoạn nhỏ nhất 0,4. Đây, thầy vẽ giao thoa ánh sáng với khe dần này, bộ thí nghiệm của nó đây. Đấy, đây màn quan sát này. Ánh sáng từ nguồn S này, nó sẽ đi theo hai con đường là lên cái nguồn S1 này, lên cái khe S1 này và xuống cái khe S2 này. Sau đó nhờ hiện tượng nhiễu xạ thì nó sẽ đi tới. Như vậy nếu chúng ta dịch chuyển màn quan sát đây ra xa thì tức là D của chúng ta sẽ tăng. Mà khi D của chúng ta sẽ tăng thì Y của chúng ta sẽ tăng. Đây thầy vẽ cho các bạn một vài vân sáng, thầy lấy ví dụ này. Thầy lấy ví dụ như M tạm thời đang là vân sáng số 3 như trên hình vẽ vẽ tạm đó nha. Thì nếu Y tăng thì điều gì sẽ ra? Y là cái đoạn này. Thì ta gọi là các khoảng vân nó sẽ nở ra. Và khi nó nở ra thì tại M sẽ không còn là vân sáng nữa, vân sáng thứ ba nữa, mà có khả năng là những vân sáng bên trong nó lấn ra nha. Thì tại M chuyển thành vân tối. Như vậy tọa độ ban đầu của thằng M của chúng ta là vân tối chưa biết, ta gọi là vân tối bậc ca nha. Vân sáng bậc ca nha. Đây lúc đầu. Lúc sau thì lambda của chúng ta là giữ nguyên. A của chúng ta giữ nguyên, tọa độ M cũng giữ nguyên. Tuy nhiên D lúc này là thêm 0,4 m nữa rồi. Đúng chưa? Thì M chuyển thành vân tối. Đúng chưa? Vậy thì vấn đề đặt ra thì K lúc này của M sẽ bằng bao nhiêu? Thì đây, các bạn đây lưu ý đây là vân sáng 1 này. Thì đây là vân tối 1 này. Đấy. Như vậy ban đầu của chúng ta là K. Thì bây giờ nếu chúng ta làm D tăng thì dẫn đến khoảng vân tăng thì vân bên trong sẽ lấn ra. Mà vân bên trong lấn ra thì chỗ này M của chúng ta đang là vân sáng K. Thì bên trong đây này thì giá trị của nó là K trừ 0,5. Nó sẽ lấn ra, nó chiếm chỗ nha các bạn. Đấy, chỗ này hơi khó hiểu tí nha. Rồi ta tiếp tục dịch chuyển thêm một đoạn nhỏ nhất là 1,6 nữa. Thì tọa độ M vẫn như cũ. D cộng 0,4 rồi. Bây giờ cộng thêm 1,6 nữa thì nó lại trở thành vân tối tiếp. Thì có nghĩa là vân tối bên trong đây nè sẽ lấn ra nữa. Thì chúng ta phải trừ 1 nữa là. Đúng chưa? Đấy.
Cái này hơi hơi khó hiểu một tí đó nha. Tao nắm được chỗ này với các em này, cố gắng đó nha. Rồi, thì chúng ta sẽ giải phương trình nào? K lambda d trên a bằng k lambda, xin lỗi, k trừ 0,5 d cộng 0,4 chia a và k trừ 1,5. Rồi chúng ta tách ra thành hai phương trình và bỏ luôn cái tỷ số lambda chia a này nha. Lambda chia a rút gọn hết nè. Thì ta được KD sẽ bằng K trừ 0,5 D cộng 0,4 và KD bằng K trừ 1,5. À, cái này xin lỗi các bạn, D cộng 2 chứ không phải K cộng 2 nha. Đấy. Rồi, nhiệm vụ của các em bây giờ là giải phương trình này thôi. Nhân vào thôi. Bằng KD cộng với 0,4K trừ 0,5D và trừ 0,2 đúng không em? KD phía bên phải là KD cộng 2K trừ 1,5D và trừ 3. Rồi KD chúng ta đúng gọn, ta sắp xếp lại thôi, ta được 0,4K trừ 0,5D và 2K trừ 1,5D bằng 3. Rồi chúng ta bấm máy tính nha, và lưu ý các em là K của chúng ta phải là số số nguyên. Bấm máy tính nha. Ba và hai, k bằng 3. Ở đây nó hỏi cái gì các em này, mình coi lại coi nó hỏi cái gì. Khoảng cách giữa hai khe đến màn ảnh khi chưa dịch chuyển, câu hỏi D các em, D ban đầu. D ban đầu bằng bằng 2 mét. Đáp án chúng ta thu được là câu của B. Câu số 29. Chiếu một tia sáng trắng hẹp đi từ không khí vào một bể nước dưới góc tới 60 độ. Chiều sâu của nước trong bể là 1 mét. Rồi, chúng ta vẽ hình nha. Đây chúng ta vẽ bể nước. Đây là mặt nước nha. Còn đây là đáy. Chiếu một tia sáng trắng nha. Đấy. Dưới góc tới là y 60 độ. Chiều sâu của lớp nước là h bằng 1 mét. Thì khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường thì chiết xuất của môi trường so với các tia đỏ và tia tím là 1,33 và 1,34. Thì các tia sáng nó sẽ bị gãy đúng không? Và trong đó đây phương dự định đi là phương này. Nếu không có gì á thì nó sẽ đi theo cái phương chấm chấm này. Trong đó tia đỏ của chúng ta bị lệch, ít nhất là tia đỏ nó sẽ lệch. Rồi thầy vẽ bằng màu đồ. Rồi tia tím của chúng ta bị lệch nhiều nhất. Đây. Như vậy đề bài yêu cầu xác định gì? Khoảng cách từ vị trí tia tím đến vị trí tia đỏ ở dưới đây bể đây. Ta tìm cái đoạn.
Thì đây là một cái dạng bài tập này. Chúng ta lưu ý đây, đây góc đây gọi là R của tia tím này. Từ đó ta rút ra cái đoạn H tím là bằng gì các em này? Nó là cạnh cạnh đối của góc R, nó sẽ bằng H nhân sin R. Rồi tương tự cạnh H đỏ sẽ bằng H nhân. Và cuối cùng đáp án của chúng ta là vùng đỏ tím, là chúng ta lấy H sin R đỏ trừ sin R tím. Mà trong đó H thì có rồi, chúng ta chỉ còn sin thôi, thì chúng ta dùng định luật khúc xạ nha. Và chúng ta xét tia đỏ trước. N1 là môi trường không khí là 1, nhân sin y là giống nhau hết, đều 60 độ. Chiết xuất của tia đỏ là 1,33. Rồi ta rút ra R đỏ. Chỗ này các em nên lấy nhiều số thập phân vào nha, cho nó lệch rất là ít. Sin 60 này chia cho 1,33 này, các em sẽ được 40,6281. Rồi tiếp tục ta xét tia tím. N1 là bằng 1 này, sin y là giống nhau này, N2 là bằng 1,34 này. Rồi ta bấm ra R, sin R tím, rút ra R tím 40,2622. Rồi chúng ta thay lên trên là xong rồi. Kiểm tra thử nha. À, xin lỗi các bạn, tan chứ chỗ này xin lỗi, lầm thẳng quá, tan chứ sao lại xin được. Xin R tím không được nha, tan R tím bằng đối là bằng H tím, chia kề là H, cái này là tan đó nha các em. Thầy làm nhanh quá thầy ghi nhầm công thức rồi. Công thức ra tan nha, tan R đỏ trừ tan R tím nha các em. Nhầm nha. H của chúng ta 1 rồi, thay số lại nha các bạn. Tan R đỏ 40,6281 trừ tan R tím 40,2622, chúng ta sẽ được 0,011 đúng không? Thay vào đây nè, tức là khoảng 11 mm. Mười một phẩy không hai không ba gì đấy, đấy đáp án chính xác nhất là của dê nha các em. Và câu 30, một mạch dao động gồm có cụ cảm L và tụ điện C, khi alpha bằng 0 độ thì tần số của mạch dao động là 3 MHz, ta gọi đây là alpha 1 nha. Khi alpha bằng 120 độ một MHz. Giờ muốn tần số F3 là bằng 1,5 MHz thì alpha lúc này là alpha 3 này. Ở đây chúng ta có nhận xét gì về mối quan hệ giữa F và C đúng nha. Như vậy ở đây các bạn nhận thấy là gì, nếu chúng ta bình phương lên á, C sẽ tỷ lệ nghịch với F bình phương nha, được chưa các bạn? Rồi vậy giờ chúng ta thay đổi góc xoay thì dẫn đến C sẽ thay đổi theo. Và ở đây các bạn thấy F ban đầu của chúng ta là 3 MHz thì ta gọi tụ điện có giá trị là C1 nha. Thế bây giờ chỗ này F của chúng ta từ 3 MHz mà nó giảm xuống còn 1 MHz là nó giảm 3 lần. F giảm 3 lần thì bình phương lên là giảm 9 lần.
thì xe nó sẽ tăng 9 lần. Nha. Tương tự, từ 3 MHz mà giảm xuống còn 1,5 là F giảm 2 lần. Bình phương lên là giảm 4 lần thì xe sẽ tăng 4 lần. Và ở đây chúng ta dùng một cái công thức rất là đơn giản thôi, đó là độ biến thiên độ tụ ứng với độ xoay. Thì ở đây chúng ta lấy là 9C1 trừ cho C1 thì sẽ bằng tương ứng với nó là alpha 2 trừ alpha 1. Rồi ta lấy 4C1 trừ cho C1 thì tương ứng với nó là alpha 3 trừ alpha 1. Đấy. 9C1 trừ C1 là còn 8C1 nha. Alpha 2 trừ alpha 1 là 120 độ. Đây là 3C1. Alpha 3 là đang tìm. Trừ alpha 1 là trừ 0. Rồi ta rút ra alpha 3 thôi. Chúng ta sẽ được 45 độ. Như vậy thầy đã vừa sửa xong cho các em đề thi giữa kỳ 2 môn vật lý lớp 12 năm học 21-22. Rồi, chúc các em sẽ có điểm số cao nha. Các em dò nó có chỗ nào không hiểu thì các em để ở dưới comment phía dưới nha. Thầy sẽ giải đáp lại, hoặc không thì các bạn chịu khó xem đi xem lại nha. Chúc các em điểm cao.